Hello, rất vui được gặp lại các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc các bạn một buổi chiều tốt lành bên gia đình nhỏ của mình. Hôm nay kênh xây dựng Vlog sẽ chia sẻ cho các bạn một chiếc cầu thang mâm hai vế, nhà cao 44, chiều rộng là 90 phân. Chiều rộng của cái ô cầu thang là 3 mét, chiều ngang 2 mét. Mâm sẽ 6 bậc. Mâm sẽ 6 bậc nha các bạn. Thì mời các bạn cùng mình đi đến chi tiết động cầu thang này nha. Cái mâm trên này là mình dùng cầu 3 bậc nha các bạn. Đấy. Đây là mình dùng 3 bậc nha. Bắt đầu mình đóng cái cổ 3 bậc này. Thank you.
Giờ đây đưa anh được chưa? Chiều nay tất cả đi xuống gà nhá, không được xuống đây nhá. Lún rồi mai mốt không ai chịu nhiều. Rồi con có thang thì con hứa nó còn mì mà nó thường giáp leo nhỏ. Không đi xuống đường gà nhá. Ừ, dạ đi, nhà giáo á. Đừng có đi này, người đau quá. Người không có đâu dám đi đâu mà.